chị khách mới vừa nghe bà chủ á gửi sầu riêng không nghe mùi thơm á, xong á biết cô biết à, trời ơi chết trời, mà đem khẩu trang vô nha. Ai sợ cô biết tới đâu nè, tại vì họ gãy dao rồi. Mấy chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hôm nay quay trở lại bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa, địa chỉ của chúng ta là 510 cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3. Vợ Thanh sầu riêng nè, với bé Tiên đang cùi sầu riêng cho anh chị nè. À. Ở đây giá sầu riêng như thế nào bà chủ? 120, 140 hả? Cơm thì 400.000 cơm. À, 400.000 cái cơm. Người ta làm gì tiếp thị đâu, ta mua sầu riêng. Mua sầu riêng. Trời ơi trời, chứ ta đậu ra làm chi, ta chậm quá. Người ta mua sầu riêng người ta mới đậu chứ. Giờ có chiếc xe bọc. Có mua sân kinh nữa. Mẹ bóc tao bóc ở đây, bỏ lãng thôi. Cơm rất dài nè. Bóc hoài, bóc nó hỏi. Cơm qua đây ngon lắm. Em. Bữa này kinh nào anh? Cuộc sống Sài Gòn TV. Đại ca về à? Dạ. Em về đây biết mở lên coi. Dạ, về mở lên coi nha cô. Dạ. Quay nhớ quay bà chủ nữa nha. Trời ơi, từ nãy quay bà chủ không á chứ. Chết chắc rồi. Phải quay cô mua sầu riêng. Ôi, cơm vàng quá. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Đây cơm vàng quá. Dạ. Thấy ngon lắm. Dạ. Bà chủ mới nghe chữ đại ca đó. Đại ca nói thiệt. Đó nói thiệt. Sao đâu mẹ. Thôi. Đại ca nói thiệt. Không được đâu. Nhát, nhát sợ bà này. Nhát. Bà chủ anh nhát. Bà chủ hả? Sao nhát chuyện gì cô? Thôi, đừng cho anh này nghe. Trời ơi. Có gì đâu, lâu lâu mới có tiếng hót chứ. Để sao giếng tới nhà luôn chết. Trời ơi. Trời ơi, bà đã giếng tới nhà luôn hả? Giếng tới nhà luôn chết. Rồi tới còn giữ con nè. Con này nữa không? Cơm vàng quá trời luôn, hôm nay cơm ngon quá trời luôn hả? Cơm này nhão hơn này không? Hả? Cơm da mèo hả? Sầu riêng cơm da mèo. Ta sướng mà nắng da mèo là chắc ăn. Da mèo chứ không phải da mèo. Không, da mèo, da mèo. Chờ sầu riêng. Mà bán 38 mà thấy mình về mới nói 400. Dạ. Chịu nổi luôn. Thích cho bà chủ này. Trời ơi là trời con. Bán cơm mà khui từ nhất là không ra cơm luôn, khui được bỏ đi rồi. Trời nhiều riêng mà. Cái này là biết rồi, mình hiểu rồi, chở nhiều là hiểu rồi. Thấy rồi. Cái cơm hết. Thấy rồi. Thêm cái nữa. Cái này đủ á. Đủ rồi. Đại ca, chị Châu đại ca về em có. Chị Châu đại ca về hay lắm. Để hồi em vừa đi xong em gọi anh nào đi. Anh trai ơi, em khui thầu riêng. Nói rồi luôn. Cô chú ở gần đây không? Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ, cô chú từ Tân Bình ghé xuống. Tân Bình nó gần quận 11 nha. Gần quận 10. Học dạ. Để mà xuống em. Trời ngon quá trời luôn. Chắc kiểu này là phải thêm hộp nữa quá. Sầu riêng quá ngon luôn. Sầu riêng, sầu riêng đỉnh quá mà. Ổng đâu rồi, ổng đâu rồi chút. À. Cho nó trái, không trái, không trái, không trái. Ai sợ ấy, về Việt Nam không hả? Anh về, anh. Hôm nay sầu riêng quá trời, quá đắt luôn. Hả cái?
Chưa đủ hả? Chưa đủ hả? Dư rồi. Dư hả? Con tưởng là chưa đủ chứ. Mua ký gửi ra 2 ký bà. Mua ký dễ cân ghê á. Dạ dễ cân thiệt luôn á. Mua ký rưỡi mua bán 2 ký. Có loại gì mà ăn được luôn không? Dạ có. Được đó. Để em ba hộp này đi. Ba hộp à? Ai muốn mình nhờ cua lai lấy ba hộp này luôn. Ngon đấy, lấy em ba hộp này. Cái lấy khui mới hả? Dạ. Ý là cái lấy khui mới thì vẫn khui mới cho. Đây là vừa vui xong à? Dạ đúng rồi. Vừa vui xong thì ok đấy. Cái này muốn hơi bự nha, cái này mềm nè, còn hai muốn này. Okay, cái nào ngon. Rồi, cảm ơn cô nha, chú nha. Muốn ăn mềm nhiều hay khô nhiều? Muốn ăn nửa mềm nửa khô. Nửa mềm nửa khô hả? Dạ là phải khui nửa mềm nửa khô ra. Thì là hai hộp đi, hộp thì hộp khô. Rồi, cho dễ lựa chọn. Ngoài bán tại chỗ thì vợ chồng Thanh cũng có bán online nữa nha. Dạ, cô chú anh chị và các bạn cứ gọi điện Thanh phục vụ tận nơi. Ô, trái đó là trái sầu riêng gì? Riêng luôn hả? Riêng luôn hả? Đợt này sầu riêng ngon quá hả? Đợt này cái vườn đó vườn đỉnh hả? Đó nè, cái nó con nó mịnh à. Nó cũng đỡ bị vỏ dày hơn con rồi à. Đây là sầu riêng mới nhất luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Chuẩn bị gần tới Tết rồi. Thanh xuống kìa. Sau chục ngày đi công tác miền Trung, nay quay trở lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Thấy Thanh đi câu cá rồi về quê rồi quá trời mà. Đây địa chỉ số điện thoại của Thanh nha cô chú anh chị và các bạn. Đây số điện thoại Thanh đây. Thanh mới vừa xuống một cái xong mới Thanh chạy lên liền hả? Ồ, dán bảng đi kia chốc đơn quá trời vậy. Xấu hữu kìa. Mà hết hàng rồi. Hết hàng hả? À? Mấy cái đó là đơn chưa trả hả? Trả. Trời ơi, 2, 4, 6 7 đơn. 7 đơn chưa trả nha. Ủa, có chú tính tới sao hôm qua là thấy chú ra thôi. Hả? Chú ăn gì có thể may lại may. Anh đi đâu hả? Có trứng cây không? Dạ. Có trứng cây không? Trứng cây không, bữa bán có này bán kia. Bữa này bán trứng cây em kia. À, trứng cây em kia hả? Bữa nay có mấy loại sầu riêng? Ủa, bữa nay có loại kia là loại của nè. Có, mấy trái mua sân kiên hả? Mua sân kiên hả? Mà ớt có mười mấy trái em bán hả? À, mua sân kiên là bao nhiêu một ký? Trăm tám hả? Mua sân kiên là 180 hả? Dạ. Mẫu nó không được đẹp nhưng mà ruột nó ngon không? Ừ. Ngon hả? À, 180 kg mua sân kiên nha. Mua sân kiên với đây. Mua sân kiên Việt Nam.
trời quá đất sầu riêng. À, chốt đơn đi. À, bà Thanh đang chốt đơn nha cô chú, chốt đơn.